Alo, Giảng xin mến chào lại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã đến YouTube Ngọc Family Channel và xin mến chúc sức khỏe đại gia đình của mình. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha. Thì ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho đại gia đình của mình một câu chuyện có thật. Câu chuyện nói về cái đêm đầu tiên, cái lúc mà mình động phòng, cái đêm đầu tiên của em lúc mà em mới lấy chồng á. Thì cái lần đầu làm chuyện ấy của em như thế nào? Banh rem, banh rem, banh rem. Thì đây là cái chuyện có thật và cũng là cái kỷ niệm mà em em nhớ hoài nhớ mãi luôn. Thì ngày hôm nay nó là một cái kỷ niệm khá là vui cho nên là em muốn gửi đến cho đại gia đình của mình ha. Thì có nhiều người comment nói rằng em Ngọc ơi, em kể chuyện nhiều rồi mà em chưa kể về cái lần đầu làm chuyện ấy của em như thế nào, cái cảm giác ra sao. Thì bữa nay thì em sẽ kể tất tần tật cho quý vị nghe ha. Thì em không có giấu giếm gì hết trơn á, cái đây là cái câu chuyện có thể của em luôn, nói thiệt luôn, nói thiệt 100% luôn nha quý vị. Thì em mến mời gia đình của mình cùng thưởng thức nha. Thì lúc mà em 21 tuổi á, thì em có tình cờ lên trên Việt Nam Single và em gặp, giống như mình lập một cái nick bé dâu tây 22 vậy đó. Rồi bắt đầu là mình vô mình đặt cái avatar lên là cái hình em mặc áo dây nha. Rồi sau đó em để hai ngón tay em cười nè. Đó, thì bắt đầu là lúc đó thì lên đó thì gặp rất là nhiều người, nhưng mà khi mà mình nói chuyện mà mình gặp đó, thì em mới gặp cái anh này cũng là người ở bên Mỹ đó. Thì khi mà chat nói chuyện với nhau được khoảng thời gian thì cũng hồi đó thì không có Facebook như bây giờ mà chỉ có Yahoo Messenger, Yahoo chứ không có Messenger luôn. Thì khi mà nói chuyện như vậy á thì anh cũng quay cái của ảnh, anh đây nè, em cũng quay em đây nè, cái của em đây nè, cái của anh đây nè, đó quay qua nói để nói chuyện với nhau vậy thôi, từ từ có tình cảm nhau, rồi cũng hẹn nhau về Việt Nam rồi đi chơi nọ kia cũng hợp nhau, rồi bắt đầu ảnh quyết định là anh sẽ cưới em. Thì đó là cái niềm hạnh phúc của một người con gái khi mà được một người đàn ông hỏi cưới ha. Thì mình đã nhận lời và đám cưới diễn ra rất là hoành tráng ở nhà hàng Đông Phương hả ta. Thì khi đó thì cũng có má chồng rồi về Việt Nam làm đám cưới này nọ kia. Rồi khi mà cái đêm tân hôn của em thì nó không có xảy ra ở trong một cái khách sạn 5 sao hay gì hết, mà nó lại là một cái đêm tân hôn mà đáng nhớ, đáng kỷ niệm nhất luôn. Thì lúc đó là đám cưới xong xuôi rồi thì đi về bên quận 7 là nhà bà nội của ảnh, là bắt đầu là trải cái chiếc chiếu ra để nằm dưới đất. Động phòng của em mà nằm dưới đất như quý vị chứ không phải là khách sạn nha, tại vì mẹ chồng là rất là ghét con dâu, không có chịu cưới nhỏ này, nhìn cái mặt ấy ghét rồi. Thì do anh này ảnh thương quá cho nên ảnh mới cưới, nhưng mà mẹ chồng thì rất là phản đối kịch liệt luôn. Nhưng mà mọi chuyện cũng sẽ qua đó, thì khi đó thì đâu có chịu cưới mình đâu, thì mẹ chồng cũng phải nhắm mắt cưới đại gì đó, nhưng mà không có cho hai đứa động phòng ở đâu hết trơn, động phòng tại cái chiếu cho tôi đó. Thì bắt đầu là cũng dưới đất nha quý vị, dưới đất nha. Đó, năm 2000 mấy ta, cũng mới đây thôi à, chừng mười mấy năm mà sao nó cưới mà nằm dưới đất đó nha quý vị. Đó, đó. Thì bắt đầu là em cũng lần đầu tiên bỡ ngỡ, lần đầu tiên thì cũng lấy chồng. Đó, thì cũng rất là sợ, rất là lo sợ nhiều thứ lắm. Nhưng mà được cái anh này ảnh lớn hơn em tới 10 10 tuổi lận, cho nên là ảnh rất là kinh nghiệm đầy mình luôn, cho nên là mình cũng rất là yên tâm về vấn đề đó. Thì sau khi đám cưới xong rồi thì em mới nói thôi em đi tắm trước nhanh, mà ở trong nhà thì không có nước nóng nha, tắm nước lạnh. Thì lúc đó thì em vô tắm cũng khá là lâu, nước thì lạnh ơi lạnh luôn vậy đó. Rồi tắm xong tẩy trang xong, cô dâu là cô dâu thì người ta xịt keo người ta vẽ mắt mình đó, thì mình tẩy trang khá là lâu. Rồi tắm xong rồi em đi ra, em bận cái bộ đồ ngủ phi bóng má em mua cho em đó. Lúc mà về nhà chồng thì má có may cho mấy bộ phi bóng à. Thì bắt đầu là anh này anh mới nói thôi để anh vô anh tắm. Thì anh tắm xong anh đi ra, anh đi ra xong rồi lúc mà chuẩn bị mà tắt đèn đó, thì ở trong phòng ở lúc bấy giờ là không phải có giống như má chồng thì ngủ trên cái gác. Tại vì cái nhà nó có một cái lầu nhỏ vậy nè, thì má chồng ngủ trên gác, là em thì là cô dâu mới cưới nằm ngủ với ông chồng ở dưới cái nền đất này nè, giống như vậy nè, mà chả dứt chiếu này vậy đó. Thì bắt đầu là trong cái phòng đó lúc mà em với anh nè ngủ thì không phải có một mình em đâu, mà còn có một con chó nữa. Con chó này là con chó màu trắng mà lông xù, con chó này là con chó cưng của bà cố bà nuôi, tại bà thương lắm bà nuôi, mà ngộ lắm, nó có một cái mà
Em không thể nào ngờ được chỗ cái tánh tình nó kỳ cục ghê. Tao chơi chủ nó bên kia không ngỡ, nó qua đây nó ngủ trong phòng này là ngộ vậy đó. Mà em thì em cũng nghĩ là sao kỳ ta, sao chủ nó không ngủ theo mà nó đi ngủ trong phòng này. Tại bà Cúc ở cho nó ngủ trong phòng này nè. Thì ban đêm thì kêu nó ra, nó đâu có ra đó. Thì nó cứ ngồi nó nhìn mình vậy thì mình cũng sợ là lỡ mà trong quá trình mà làm chuyện đó đó, rồi nhìn qua nó thấy cái xúc xích đó, trời, nó tưởng đâu xúc xích đồ ăn rồi thì nó pha lên, nó phập một cái là chết luôn. Cho nên là mình cũng lo lắng, mình nói anh ơi, không mấy anh đuổi con chó ra ngoài đi chứ để nó ngồi để nó nhìn cũng kỳ. Thì ảnh mới nói giờ không biết làm sao để mà dụ nó ra được hết á. Thì bắt đầu là hay chồng cũng quyết định thôi kệ đi, nó ngồi nó nhìn thì mình kệ đi, mình cứ làm nó nhìn gì kệ nó, nó chắc là không có vấn đề gì đâu em ơi, cứ đừng lo. Cái tới khi mà mình tắt đèn xong rồi á thì mình thấy ông chồng cũng không có làm gì mình hết trơn á, tắt đèn tối hù thì đâu có thấy đường gì đâu. Thì con chó nó ngồi cái góc đó, hai chồng nằm đây, cái bắt đầu cái ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới nói banh ra em. Thì mình nghe vậy á thì bắt đầu là mình cũng cô dâu mới cưới mà, mới về nhà chồng mà, thì chồng nói sao thì phải nghe vậy thôi chứ đâu biết gì đâu. Thì bắt đầu là banh ra, cái mình thấy ủa sao chờ hoài mà không thấy ông này ông làm mình gì hết trơn. Cái hồi nữa cái em mới nghe ảnh mới kêu banh ra em. Cái mình nghe ảnh nói banh ra em thì mình bắt đầu mình banh ra bự hơn chút nữa. Mà sau ngồi hồi cũng không thấy nằm hoài, cũng không thấy ai làm gì mình hết trơn á. Ảnh cứ ngồi ảnh nhìn gì không biết đâu, biết tại tắt đèn tới thui không thấy đường. Cái mình cũng ngồi mình chờ thử coi làm sao, chứ bây giờ mình không làm thì nó ảnh giận làm sao, tại vì ảnh là chồng mình mà ảnh nói mình phải nghe. Cái hồi nữa mình ngồi hồi cái ảnh kêu banh ra em. Cái bắt đầu cái mình nghĩ là trời sao kỳ ta, sao mình kêu rồi mình làm rồi sao kêu nữa vậy. Cái mình đầu mình làm nữa làm banh nó nữa đó. Cái ngồi mình chờ sao mình kỳ ta, sao chồng mình nó bị gì ta, sao mà nó không làm mình mà nó cứ ngồi nó nhịn gì mẹ ơi. Chỗ này không biết con này nó có bị bệnh gì không nữa, sợ vậy đó, sợ bị bệnh gì ngay đầu nè. Lúc quen thì đâu có thấy bệnh gì đâu, thấy nói chuyện tỉnh bơ mà, tỉnh như sáu luôn đâu có gì đâu. Thế thấy hợp nhau chỉ lắm mới đồng ý cưới nhau mà sao giờ kỳ vậy trời. Thế là mình cũng ngồi mình gắn mình chờ ha, giống như nó đợi chờ là hạnh phúc mà, cho nên là mình phải ngồi mình chờ coi sao. Cái anh nói banh ra em. Cái mình nói kỳ này bực rồi nha, kỳ này bực rồi, kỳ này bực rồi, kỳ này không có banh nữa. Giờ bực rồi em mới bật đèn lên, em mới nói nhìn thẳng vô mặt ông chồng giật mình, nói ủa sao em đang ngủ mà tiên bật đèn lên vậy. Kỳ này em nói thiệt với anh là em chịu hết nổi à. Làm sao chịu hết nổi, trời, tắt đèn đi ngủ rồi xíu tự nhiên mặt bật đèn lên. Em thiệt với anh chịu hết nổi, tại vì sao biết không, trời đất ơi, anh nghĩ gì sao nãy giờ anh kêu banh ra em thì em đã banh rồi vậy nè, càng ngày nó càng rộng hơn mà em không thấy anh làm gì em á, cho nên là em phải bật đèn lên em hỏi anh là tại sao anh không làm gì em mà cứ kêu anh ra ngoài kỳ vậy. Rồi cái anh này anh mới nói trời em hiểu lầm ý anh rồi, trời hiểu lầm sao anh nói ở đàn em nghe rõ đàn banh em mà. Cái anh nói đâu có nói em, trời đất ơi, trong phòng này chứ có em với anh nè. Hả, anh không nói em chứ anh nói ai, lẽ nói chuyện với ma. Cái anh nói anh đâu nói em đâu, trời hiểu lầm anh rồi, ý anh á là anh nói con chó này nè nó tên là banh, cố đặt tên cho nó là banh, cho nên bây giờ anh kêu nó banh ra em, kêu nó hoài mà nó không có chịu đi ra, cho nên bây giờ á chứ anh đâu nói em đâu, khổ ghê đó, tắt đèn đi ngủ em ơi. Thì Ngọc mới nói trời sao nói sớm, nói con chó banh ra em mà nãy giờ tôi tưởng nói tôi không á, trời khổ chết luôn vậy đó. Thì đây là cái kỷ niệm đáng nhớ về cái đêm đầu tiên nha quý vị. Thật sự em kể là em ngủ dưới đất thiệt, kế bên có con chó nó ngồi nhìn thật sự luôn, và cái chuyện banh ra em thì là em chế vô nha quý vị. Thì em mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Xin cảm ơn đại gia đình đã lắng nghe cái câu chuyện của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.